Tại Đà Nẵng, Hội đồng Khoa học Quân khu 5 đã tổ chức đánh giá nghiệm thu đề tài, đổi mới nội dung chương trình bồi dưỡng đối tượng trợ lý quân sự địa phương tại trường quân sự quân khu. Đây là đề tài nghiên cứu khoa học do trường quân sự quân khu 5 chủ trì thực hiện. Thượng tá Đào Đình Hiệu, Phó trưởng khoa quân sự địa phương làm chủ nhiệm đề tài. Sau khi nghe chủ nhiệm đề tài báo cáo tóm tắt kết quả quá trình nghiên cứu, các đại biểu đã tham gia đóng góp ý kiến, phản biện, nhận xét. Đại tá Trương Quang Nhạn, Phó Tham mưu trưởng Quân khu 5, Chủ tịch Hội đồng Nghiệm thu nhấn mạnh, đề tài nghiên cứu đáp ứng được mục tiêu yêu cầu đặt ra, phù hợp với đặc điểm thực hiện nhiệm vụ công tác quân sự quốc phòng địa phương trên địa bàn Quân khu 5. Đây là cơ sở khoa học tham khảo biên soạn tài liệu, phục vụ cho công tác nghiên cứu giảng dạy, học tập ở nhà trường và tập huấn bồi dưỡng nâng cao năng lực công tác của cán bộ các cấp tại đơn vị. Đồng thời yêu cầu các thành viên trong ban chủ nhiệm đề tài khẩn trương bổ sung, hoàn chỉnh nội dung chương trình với chất lượng cao nhất để sớm đưa vào giảng dạy, đáp ứng yêu cầu giáo dục đào tạo của nhà trường trong thời gian đến.